thiên nhiên luôn ẩn chứa các bí ẩn thách thức giới khoa học. Mặc dù hiện nay khoa học đã rất phát triển, nhưng các nhà khoa học vẫn đang điên đầu để giải thích các hiện tượng kỳ bí mà đôi lúc còn được gọi là phép màu. Nào, chúng ta hãy cùng nhau khám phá 12 hiện tượng thiên nhiên kỳ bí hôm nay nhé! Khoa học trái đất, kênh thông tin khoa học chính xác. 1. Bão sao thổ. Trong năm 2013, một cơn bão lớn đã được phát hiện trên bề mặt sao thổ bởi tàu vũ trụ NASA đang bay quanh hành tinh này. Mắt của cơn bão có đường kính khoảng 1.250 dặm, tức khoảng 2.000 km, với tốc độ nhanh như đám mây 530 km mỗi giờ. Trên trái đất, cơn bão hình thành bởi dòng hơi ấm bốc lên từ đại dương. Tuy nhiên, trên sao thổ không hề có biển, do đó, nguyên nhân tạo ra một cơn bão khổng lồ như trên không thể giải thích được. 2. Vùng đất im lặng. Khu vực hoang mạc Bolson de Mapimi tại Mexico được mệnh danh là vùng đất im lặng với nhiều hiện tượng bí ẩn liên quan tới sóng radio. Năm 1970, căn cứ quân sự Mỹ tại Utah đã phóng thử nghiệm tên lửa, nhưng nó ngay lập tức bị chệch hướng và đâm xuống sa mạc. Người ta nói rằng tên lửa này đã bị nhiễm phóng xạ. Người ta cho biết không một tín hiệu vô tuyến, TV, sóng ngắn, tín hiệu vệ tinh nào có thể lọt vào khu vực này. Người ta cũng cho biết có nhìn thấy nhiều sinh vật hình người vàng hoe xuất hiện trong khu vực này. 3. Những hòn đá tự di chuyển. Thung lũng chết Death Valley là một thung lũng dài và hẹp thuộc khu vực phía đông sa mạc Mojave, California. Đây cũng là vùng đất có địa hình thấp nhất, khí hậu khô và nóng nhất tại Bắc Mỹ. Nổi bật tại nơi đây là một chiếc hồ khô có diện tích lớn với những hòn đá có thể lên tới 320 kg, có khả năng tự di chuyển và để lại phía sau nó những vệt dài trên nền đất nứt nẻ. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để lý giải cho sự di chuyển của các hòn đá như do ảnh hưởng của từ trường, gió lốc, những lớp tảo trơn, lớp băng mỏng hay thậm chí là có sự nhúng tay của sinh vật ngoài trái đất. Tuy nhiên, hiện tượng những hòn đá di chuyển tại khu vực thung lũng chết vẫn là một bài toán bí ẩn chưa có những lời giải đáp trong suốt nhiều năm qua. Những hiện tượng kỳ lạ này chắc hẳn sẽ làm các bạn thấy thú vị và tò mò muốn tìm hiểu, đúng không nào? Hãy cùng khoa học trái đất tìm hiểu những hiện tượng kỳ bí tiếp theo nhé! 4. Ánh sáng đỏ bất thường trên đại dương. Hai phi công người Nga đã báo cáo nhìn thấy vầng sáng đỏ phía dưới Thái Bình Dương 5 tiếng kể từ khi cất cánh từ Hồng Kông, Trung Quốc tới Alaska, một ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Không lâu sau đó, họ lại nhìn thấy một quầng sáng màu đỏ cam xuất hiện. Khi điện đàm về đài không lưu khu vực, thì họ được thông báo là không hề có một cơn bão nào được phát hiện ở khu vực này vào thời điểm đó. Ngày hôm sau, một số bài báo địa phương có bài viết về việc người dân nhìn thấy vật thể lạ trên bầu trời. Đến nay, người ta vẫn không biết được ánh sáng đó có liên quan gì đến vật thể lạ mà người dân địa phương gần đó nhìn thấy trên bầu trời hay không. 5. Thành phố Panama bị bao phủ đầy mây. Một cơn bão tuyết quét qua thành phố Panama hé lộ một bí ẩn đầy kinh hoàng. Năm 2012, một cơn bão tuyết cực kỳ hiếm gặp đã quét qua Libya. Bão tuyết là những cơn bão tích lũy tuyết rơi lớn, thường kết hợp với gió mạnh thổi gây ra và trôi tuyết, là một thiên tai vô cùng nguy hiểm. Điều không ai ngờ đến là ngay sau những cơn bão tuyết là một đợt mây kỳ lạ, tựa như sóng thủy triều mang màu đỏ, đã chiếm lĩnh toàn bộ bãi biển thành phố Panama. Nhiều giả thuyết cực đoan được đưa ra, nhưng đến nay, hiện tượng thành phố Panama bị phủ đầy mây vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. 6. Tảng đá chứa đầy kim cương. Một tảng đá bí ẩn chứa khoảng 30.000 viên kim cương thô đủ loại được tìm thấy tại Nga. Dù đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, nhưng các nhà khoa học vẫn không thể lý giải được nguồn gốc và nguyên nhân xuất hiện của tảng đá siêu hiếm này. 7. Lâu đài Frango Castello, Hy Lạp. Crete được biết đến với ảo ảnh thời gian được ghi lại duy nhất trên thế giới. Hàng năm, vào khoảng cuối tháng 5, xuất hiện bóng của những người đi bộ được trang bị vũ trang và những người chơi ngựa đi từ tu viện Azos Charalambos đến pháo đài Frango Castello. Hiện tượng này được quan sát vào buổi sáng sớm khi biển im lặng
và độ ẩm không khí cao và kéo dài khoảng 10 phút. Các lực lượng Đức chiếm đóng những vùng đất này gần như đã phát điên vì sợ hãi và bắt đầu bắn vào ảo ảnh. 8. Rừng đá ở Trung Quốc. Có lẽ đây là điều kỳ diệu lớn nhất của đất nước Trung Quốc này. Rừng đá xuất hiện cách đây hơn 200 triệu năm. Trước đó, nơi đây là biển. Các lớp đá vôi dày tạo thành cấu trúc to lớn, các lực kiến tạo bề mặt đá. Trong phần sâu của rừng, Hang Quy Phèng là một nơi thực sự kỳ lạ. Từ tháng 8 đến tháng 11, cứ 30 phút một lần, một dòng sông ngầm lại tạo ra một dòng xoáy kéo dài chỉ trong vài phút và sau đó tan nhanh. 9. Mộ đá Dolmen, Romania, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel, Scandinavia, Nga. Các phiến đá cổ đại khổng lồ hình thành nên một chiếc bàn được tìm thấy ở những nơi khác nhau trên hành tinh của chúng ta. Các nhà khảo cổ xem chúng là ngôi mộ của các linh mục thời cổ. Mộ đá Dolmen, loại mộ làm từ cự thạch, tức đá lớn, chỉ có một gian, thường bao gồm ít nhất 3 tảng đá dựng đứng đỡ một phiến đá lớn, phẳng, nằm ngang, thay đổi tốc độ đồng hồ và làm cho các thiết bị hoạt động không bình thường. Đi hết từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác, nhiều hiện tượng kỳ lạ đến mức không tin vào mắt mình. Thế giới muôn màu rất thú vị phải không các bạn? Chúng mình cùng tiếp tục khám phá các bí ẩn tiếp theo nhé! 10. Cơn mưa cá kỳ lạ tại Sri Lanka. Người dân tại một ngôi làng ở thị trấn Chilap phía tây Sri Lanka cho biết họ đã nghe thấy những âm thanh lớn rơi trên mái nhà của mình. Ban đầu họ tưởng rằng đó là một cơn mưa đá, nhưng bất ngờ đó là một lượng lớn cá từ trên trời rơi xuống, giống như một cơn mưa. Nhiều người đã nhanh chóng đi thu thập số cá này, ước tính có hơn 50kg từ trên trời rơi xuống và nhiều con vẫn còn sống. Phần lớn số lượng cá này vẫn có thể sử dụng để làm thức ăn. Được biết đây là lần thứ hai xuất hiện hiện tượng khác thường này tại Sri Lanka, nhưng các hiện tượng này không xuất hiện tại cùng khu vực. Trước đó vào năm 2012, một cơn mưa tôm cũng bất ngờ xuất hiện tại khu vực phía nam Sri Lanka. 11. Nguồn gốc vũ trụ. Trong thế giới hiện đại, lý thuyết Big Bang là mô hình hình thành vũ trụ giải thích sự ra đời của vũ trụ từ một điểm kỳ dị. Nó nói rằng, tại một thời điểm khoảng 14 tỷ năm trước, không gian bị nén trong một điểm duy nhất, sau đó vũ trụ được mở rộng với tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, lý thuyết này không cung cấp bất kỳ lời giải thích nào cho thời kỳ trước cả Big Bang. Những gì tồn tại thuở ban đầu vẫn là câu hỏi bí ẩn nhất hiện nay. 12. Tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu được xếp hạng trong số những âm thanh bí ẩn nhất trên thế giới từng biết. Khoa học không tìm ra cách thức chúng sử dụng âm thanh này như thế nào. Vì mèo thường kêu meo meo bất kể chúng được vuốt ve, khi đói cũng như khi sợ hãi, nghỉ ngơi, vân vân. Thậm chí là cả lúc sinh nở. Chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu một chuỗi những hiện tượng kỳ bí khiến các nhà khoa học phải đau đầu nhức óc để tìm câu trả lời. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Khoa học Trái Đất. Hãy comment những ý kiến đóng góp dưới phần bình luận để giúp chúng mình nâng cao và hoàn thiện kênh hơn nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share cho nhiều người cùng biết những thông tin thú vị, bổ ích này nhé. Đừng quên subscribe cho Khoa học Trái Đất để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Khoa học Trái Đất, kênh thông tin khoa học chính xác. Khoa học Trái Đất, kênh thông tin khoa học chính xác.